Hi, xin chào cả nhà. Này tháng 7 cái giờ ơi. Giờ này là 10 giờ rồi, nắng lên quá trời rồi nó hầm. Lúc thì trời mưa quá trời cũng than. Nắng thì cũng mình cũng than. Nhưng mà nắng thì lội lên thì nó mệt. Nó bị hóc á. Nó mệt dữ lắm. Trời mưa thì nó mát thiệt, nhưng mà do là tại vì đường mình chạy xe không có được, vô những cái đường trong ruộng nữa chạy xe nó trơn trượt, nó tá, nó té té xe với ngã hoài nên mình bực bội, cũng khó đi thăm bãi. Mình tới đây mình thăm cái bãi đầu tiên nè, tới chỗ rồi. Đây, cái này thì chuyến rồi dính con bự lắm, chuyến trước này chuyến trước nữa. Trời ơi, bị bịp đậu sát bên, bay lên giật mình luôn cả nhà. Ôi kìa, chuyến này không thấy nó dính này. Chuột còn cả nhà. Cái này hình như là dính được hai con rồi. Con rắn ba với con rắn đại. Rồi, mình vô đây mình thăm cái ở trong đây. Không biết cái gì mà nó quậy tứ lung tung ở đây chưa. Lỗ. Lấy cái bịch lúa. Rồi có cái đường đi vô đây luôn đó nha. Chắc cái đường này mình hay đi nó thành đường luôn á. Cái bẫy mình trong đây nè. Chiến gọi dính con nhì á. Trời ơi, chiến này dính nữa cả nhà. Nhất hay là ồ nặng dữ vậy. Rồi cái này thăm lúc nào cũng dính hết chứ. Trời ơi nặng dữ vậy. Vô nhì nữa cả nhà ơi. Ờ hơn nửa ký rồi. Dính nữa rồi. Chuyến rồi dính con nửa ký chứ này. Trời ơi. Bỏ chuyến rồi dính con nhì con nhất ra. Chuyến này dính nữa rồi cả nhà ơi. Trong chỗ này. Ngon quá trời luôn trời. Thăm 3-4 chuyến rồi dính hình như 3 con rồi đó. 4 chuyến dính 3 con hay gì đó. Con này vô nhì chắc luôn rồi nè, nhì hay nhất không biết. Nhì lấy cái bẫy xe cua mình đặt lại cái chỗ này ngay chăng chỗ cái ruộng của người ta bỏ hoang á, mình để cái bẫy gì mà nó dính hoài. Xuống dưới đây thăm cái này nữa. Ôi. Ui, có không đây? Chuột nó thai gì vô mà nặng dữ vậy? Trời ơi, thai gì vô dữ luôn. Chuột còn luôn cái nhà. Thai gom, thai gác vô có đóng. Rồi, để mình đi ra mình bắt cái con rắn hồi nãy mới dính. Con rắn nhì, bự lắm. Vô đây mình thăm 3 cái được một con. Chuyến nào cũng vậy. Chuyến rồi thăm 3 cái được 2 con hay gì vậy? 2 con hay 1 con? 2 con. Chuyến trước con nào con này vô nhì vậy. Trời ơi, nó bự không biết vô nhất hay không nữa chứ. Lấy cái bao mình bắt nó ra cả nhà. Sợ con này nó rớt nhì đã lỡ. Nó năm lần sáu năm lần bảy gì đó. Công nhận cái này nó dính hoài luôn chứ. Toàn cắn bự không. Cái này dính toàn là cắn nhì với cắn nhất không cả nhà. Công nhận cái miếng ruộng đó coi gì mà nó lợi hại. Miếng ruộng đó người ta bỏ cỏ bỏ hoang á, mình thọt cái bẫy dưới đó. Đợt trước á dính con bự lắm mà nó bị ngập mà nó không chết á, ngập có nửa cái. Trời ơi nó ăn con chuột nè. Nó bự cả nhà ơi. Trời ơi cục đuôi nó trời. Chuyến gọi dính con cũng bị cục đuôi, chuyến này cũng vậy đó ta. Con này chắc rớt nhất quá. Mới ăn con chuột luôn nè. Cái bụng nó trên chỗ này nè. Hay là trứng chuột. Con này rớt nhất cả nhà. Con này chắc 5 lạng 6, 5 lạng 7 gì quá. Ấu con chuột ra nữa cả đó.
Một em quá ngon, thơm luôn cả nhà, quá đã rồi chứ. Kiếm 5 con như thế này là đủ sống rồi, 5 con như thế này là đủ sống rồi cả nhà. Tiếp tục. Đây có một cái nè, cái bệnh của người ta hay ớt người ta ngồi nói chuyện có không này, trong lỏng ha. Rồi không có luôn. Ui dạ, cái này mới dậm thăm chuyến đầu tiên này. Sao vịt lúa còn, chuột còn luôn đó nha. Có lúa còn không? Còn ít. Chuyến đầu chết quất ha. Bữa nay cuối tuần người ta ăn nhậu quá trời, đi vô nhà nào cũng ăn nhậu hết, nên đi đâu cũng gặp người ta ở nhà. Chính cả nhà, hồ hành, hồ hành ba. Con này hồ hành ba, giờ con này mình bắt ra mình khỏi quay để lấy cái bẫy làm cái bẫy siêu cua cái. Tại đem theo có con cái à, nên nó bắt ra luôn cái này nhỏ quá, khỏi quay để mình bắt ra cho nó nhanh ha. Anh em đặt bẫy mà thấy cái đống tre, đống gì nè, cái bụi tre mà bỏ quang ở lộn bị người ta phá, người ta bỏ như vậy, anh em có bỏ qua cơ hội này hay không? Mình thì đương nhiên là không rồi. Sẽ có một cái bẫy nó nằm ở dưới đây nha, nhưng mà nó không có cái gì vậy. Cái bẫy này nó hơi trắng, đi ngang ta thấy, ta nhìn ta thấy. Yeah, chuột còn luôn. Kiếm cái gì đầy đậy lại để người ta để ý người ta thấy. Cái này lâu lâu cũng dính hoài mà dính cái nhỏ không, chết chuột rồi nè, lần này chết chuột. Đây có cái bẫy của mình nè cả nhà, chuyến gợ mình đặt cũng lâu rồi thì bị người ta cắt cỏ cho bò ăn á, ta dậm đập banh hết rồi, mình bỏ mình lại đây, mình về lại đây mình đặt. Nói chung là cái chỗ này mình đặt cũng lâu lắm rồi, chắc cũng cỡ gần 2 tháng hay là 2 tháng hơn mình không nhớ. Rồi mình về đây nè, mà dính không có nhiều, giống ba không à. Rồi dính cả nhà, con này bự à, tại vì mình giặt ra thấy nó nằm nè đó, đã chưa rồi cả nhà ơi. Ồ nó sướng trời ơi, vô nhất rồi cả nhà, không biết phải không đây, không biết vô nhất không mà thấy ấu chuột rồi, nguyên một đống gom gác rồi tùm lum hết trơn. Rồi chắc vô nhất rồi cả nhà, quá trời rồi, mình đem vô ngoài mình bắt nó luôn nha cả nhà, đặt lại cái si cua ra ngoài mình bắt cho cả nhà xem luôn nha. Vô nhất rồi đây, giờ mình ra tới đây rồi, con này vô một khúc rồi nè, đó nè cả nhà thấy chưa, bắt nó luôn cả nhà. Còn thứ ba đó, bao nhiêu cái nắng nóng bữa ngày hôm nay đều tan biến hết nhờ vào nó nè, quá trời bự rồi.
mình sẽ lấy cái dao cắt ra cho cả nhà xem. Cắt cái bào ra nha. Con đầu tiên là con nhì, con này con thứ ba, là vô hàng nhất. Mệt mỏi tan biến hết cả nhà ơi. Gì thêm nó quá tuyệt vời nè. Đó, vô nhất rồi, đã chưa, ói chuột ra rồi. Bành kia bắt nó ra cả nhà. Con này chắc 600 gram hơn. Trong đây còn nửa ký nữa nè. Chứ con nhỏ, con nhỏ nãy dính đó mình bắt mình không có quay. Trời ơi nó đã. Nắng nóng kiểu này mà dính kiểu này thì mình đâu có biết mệt là gì. Đâu có biết mệt nữa. Đã quá cả nhà ơi. Đừng có lú. Tại sao phải còn lú đầu xuống dưới kia mà không chui nó ra. Đã quá cả nhà, trời ơi. Con này chắc 700 gram luôn quá. Quá trời bự cả nhà ơi. Con này chắc hàng 7 rồi đó. 700 gram yếu. Cầm tay. Rồi. Bao nhiêu mệt nhọc của mình ngày hôm nay tan biến vào nó hết rồi. Hai con xứng đáng. Đã gì đâu trời. Thăm 7 mà gặp như thế này nè mà không biết mệt. Mà thăm không có mà đi nắng thì mệt lắm. Như thế này mình mới vui nè. Đã quá cả nhà ơi. Không biết có cái đường không biết. Tôi đi lên đi xuống không biết có đạp cái bẫy không. Tôi đi theo cặp đó, đó. Mình đặt cái bẫy đây nè. Chơi lì luôn mà. Nắng quá. Dạ. Rồi chuột chạy ra luôn cả nhà. Kéo kéo cái bẫy mà nó chạy ra luôn. Còn chuột nha. Nhà. Đây, cái này mình mới vừa thăm dính được con nè. Cặp bên nhà của người ta. Mình vô mình rút cái bẫy ra. Mình không có quay được cái này. Con này con ngắn ba nè. Nó ăn cái bụng ú nu. Giờ mình ngồi ra đây mình bắt nó. Nãy đi ngang còn cái kia mình cũng chưa thăm nữa. Mấy đứa nít nó ngồi đó nhiều quá. Nó ngồi đó chơi. Nên mình chạy luôn rồi. Hẳn hồi quay lại mình thăm cái kia. Cái này thì mình vô mình rút ra. Còn cặp bên nhà người ta. Mình rút. Cái kia thì để lát tính sau đi. Mấy đứa nít nó khoái lắm. Nó gặp mình khoái. Ôi chuột kìa nè. Ối, ối. Ừ, hên quá. Bắt ra tới đây nó ối luôn. Đụng cái nó ối à, mới ăn. Vô đi. Rồi, vô. Wow, ok. Dạ. Cui. Chuột còn luôn, cái gì đây? Còn chuột luôn cái nhà ơi. Ôi, bữa nay vô gút cái bẫy này. Đặt lâu rồi không thấy dính. Trời ơi. Lâu không dính, bữa nay dính. Còn mini luôn cả nhà nè. Hữu hành mini. Con này chắc mình thả nó. Mình đặt ở đây cũng khá lâu. Không có dính con gắn ba, cũng không có dính con gắn nhị. Nay dính được con mini. Mình gút luôn cái bẫy này.
chắc cũng cỡ tầm cỡ hơn 2 tháng mà nó không dính là không có. Bữa nay dính được con mini thì đâu có để làm chi. Cái bờ này mình đặt 3 cái mà không có dính luôn. Đây kia xe chạy vô tới đây nóng kinh khủng chưa, nắng nóng chuột mình đem theo mình bỏ trong vỏ trong lòng á, nắng nóng quá nó chịu không nổi nó ngủm. Lên trên đây mình rút một cái nè, cũng không dính từ bữa giờ đặt chỗ nó yên quá trời mà không dính không dính. Rồi xong bị người ta rút mất tiêu cả nhà ơi, mất rồi. Bữa nay mình vô mình rút nó mất rồi. Thôi thôi và không có chuột cọp. Đây cánh đồng xanh lúa đây đẹp quá, xanh lè. Rồi vô đây thăm con cái chiến rồi dính con cái nhì 400 gram. Đây nè, cái này không biết có hay không, phân không thấy, cái bờ này cũng hơi nhỏ quá. Chuột cọp con cái bẫy mà bộ xa lắm. Ui, chết có người luôn này. Yeah. Trời ơi dính rồi cả nhà, bự quá. Dạ 4-5 ngày vậy. Dạ dạ, nhà chú ở đây hả? Ờ trong này nè. Dạ thì giờ người ta đi đặt nhiều quá, quá trời đặt nên gắn bự cũng không có nhiều, chứ không có giống như hồi trước cỡ đây khoảng cỡ 5-6 năm về trước á. Dạ 5-6 năm trước thì ngon lắm. Quá trời bữa nay đi nắng. Dạ cái này dính cả nhà, dính hàng bự luôn nè, chà bá luôn rồi nè. Quá trời cả nhà, tại vì có người á, hồi nãy mình dở lên mình thăm rồi mình đi ra, quá trời rồi cả nhà, khủng rồi, siêu khủng rồi cả nhà ơi. Ôi trời nè cả nhà, con này hàng siêu khủng nha. Rồi mình để đây đi, rồi mình sẽ đi chỗ khác mình bắt ra cho cả nhà xem. Rồi bây giờ mình chạy lên đây rồi nè, mình mở cái con này ra cho cả nhà xem, thấy cái đầu nó quá trời. Cái con này hồi nãy ở đằng kia thì chăn trước cửa nhà của người ta, có mấy người đang tắm dưới sông á, thì mình đặt trước cửa nhà luôn. Mà đang nói chuyện với chú mà dở cái này lên thì mình giật mình không dám dở nữa, để cho chú vô rồi mới coi nè. Con này là con quái vật cả nhà ơi, nó thuộc dạng về là cụ luôn rồi. Quá trời rồi nè, nó đen xì lì quá trời luôn cả nhà ơi. Giùm nè, bữa nay là mình trúng rồi nha, mình sẽ tháo nó ra cho cả nhà xem. Con này khủng, con này cà ký, quá đã rồi. Không ngờ luôn á, là mình hồi nãy không dám có cái gì, để cho chú vô mình nhé. Không phải mình sợ gì, sợ mấy đứa ý, còn mấy đứa nít trời nè. Ôi trời cả nhà ơi, nè
nó khủng chưa cả nhà, thứ gì trời ơi. Con này chắc không tới 1 ký đâu, 900 gram được. Con này cỡ 900 gram luôn cả nhà. Bữa nay nè, mình đi là được 2 con rồi nha. Đây 1 con nè, ở trong vỏ này mình được 1 con nè, đó. Cả nhà thấy chưa? Đây 1 con. Đây 1 con. Con này bự hơn nè. Con mới dính nè, con bự hơn nè. Thứ này nè. Ôi trời. Con nó phơi. Không có gì mà phơi, thấy cái cảm giác này mà đi mà dính lần 2-3 con như thế này. Con này vô lâu rồi cả nhà. Nó tung cái đầu nè. Con này con quái vật. Khủng. Không biết tả con này như thế nào luôn. Cái lợp của mình nó vô. Ôi vô kìa. Ôi nó đã. Đi chụp tấm hình đó. Mình sẽ bắt nó ra nha. Bắt nó ra cái này. Mới vừa chụp tấm hình xong. Bắt cái mấy con này nè. Cầm mới sướng tay. Cầm nó đã tay dữ lắm. Phê. Cảm giác nó nha. Nguyên cái cục. Rồi ôi giùm nó ép cái hôm. Con này chắc 900 gram cả ký vậy cả nhà ơi. Mình ép cái hôm nè. Nó mạnh ghê. Giờ nãy nó không ra. Nó ép cái hôm đây luôn rồi nè. Giờ sao mấy đây. Cho nó xuống dưới kia mới được. Nè. Ép trong hôm cứ ngắt luôn. Trời ơi nó gồng. Vô. Ôi. Ôi. Ôi trời. Nó phơi cả nhà ơi, nó gồng kiểu này. Xuống con. Xuống. Nó không xuống được, nó kẹt trong cái hôm luôn đó nha. Nó trên cái đầu hôm á. Trên cái nẹp của cái hôm á, nó không chịu ấy luôn, nó gồng cứng ngắc hả. Mình phải nại cho nó xuống rồi mình đó lên rồi nè. Ôi ôi nó đã. Ôi ôi trời. Con này có ký con. Cái nhà ơi. Rồi dướng bịch lướng nữa trời. Ôi vậy nè. Cả ký có. Ôi ôi trời vậy nè. Ôi ôi trời. Nè cái nhà. Thấy gì không. Cả ký có. Coi là cả ký à. Nè. Trời ơi trời. Nè. Ôi ôi trời nó sướng. Ôi ôi cả nhà ơi giùm nè. Coi nè. Ôi ôi giùm kìa trời. Có ký hơn. Con này ký hơn cả nhà ơi. Phơi. Hai con rồi nha. Ở trong đây 1 con đó nè. Được 2 con cả nhà ơi. Với 1 con gắn nhì cả nửa ký vô nặng chặt liền. Trời ơi nó đã. Cái cảm giác này không thể nào mà tả nổi luôn á. Trời ơi trời. Ôi nó đã cả nhà. Thôi mình sẽ ngồi đây nghỉ mệt chút xíu rồi mình đi tiếp. Quá trời nó mệt rồi. Vui quá trời nó vui luôn rồi. Nó đã cả nhà ơi. Cỏ cái này lên dữ ha. Cái này cỏ lên tốt ha. Ui trời. Trời ơi con gắn lục. Để luôn cái nhà ơi. Để luôn. Vô thăm thấy gắn lục hết ham. Xuống đây mình thăm cái mà người ta bằng cỏ sạch sẽ. Chắc người ta đắp lại cái bẫy của mình luôn rồi nè. Vô đây nha.
cái bẫy mình đặt ở dưới đây nè. Trời ơi, trời ơi trời, dính lú đầu ra nè, chưa chết cả nhà. Ôi con bành cái gì sao lú đầu, trời ơi, nó nông hơn. Trời ơi, ôi ôi nó bỏ, nó nằm hôm gần ra luôn. Ôi ôi con hành cả nhà ơi, ôi nó nông tanh cái hôm ra luôn rồi nè. Nè sắp ra được luôn rồi nè hên. Rồi mình lên mình bắt nó ra luôn, nó nông tanh kích luôn rồi, ghê thiệt chứ nè cả nhà. Nè nó nông nè, bung cây luôn, sắp ra được luôn rồi nè, còn chút xíu nè. Nếu mà đến trễ chút xíu nữa thì nó ra được rồi đó. À còn có được cái tí nỉ nè, ra luôn. Ôi hên, hên cô hành chứ gặp thứ dữ là rồi, nguy hiểm lắm nha. Thấy cái này nè, nguy hiểm. Nếu mà gặp thứ dữ á, ấy ẩu ẩu á. Đấy rồi, mình kéo nó ra luôn, cái này mình kéo cái nó ra luôn. Cái hôm gì mà nó, cái đít như vậy mà nó nông ra được hay chứ, bung, bung ra luôn. Con hô hành đó còn chút xíu nữa nè, bây giờ mình kéo cái nó ra luôn nè, kéo ra luôn để kéo như này. Nếu mình nó dồn ở đây một cục, lỡ cái hôm này nó hư rồi mình nại lên luôn, kéo bắt cho nó dễ cái nhà để hôm nó đó, kéo ra cho nó dễ để hôm gắn đấy, gắn ba cại nó. Cái bẫy đó về mình sửa lại, sửa cái đít lại. Chiến rồi cái này cũng dính còn nhất, chiến trước nữa chứ không chiến rồi. Dính còn nhất. Khui. Đây nè. Có rồi. Trời ơi dính con cái này. Ô hành. Ừ, hoành ba quá ngon. Đấy, lấy cái bẫy xe cua đặt lại. Ê, xuống cái lỗ này đi cua. Cái bẫy này thăm lần nào cũng chết chuột hết. Trời có phân cả nhà. Ý con hữu hành quá đã. Một em hữu hành nhì không? Này chắc hành ba quá. Rồi, một con. Chắc rớt rồi, rớt nhì rồi. Nóng quá trời rồi. Lấy cái sư cua mình đặt lại. Xuống đây mình thầm cái dưới đây nữa cả nhà. Yeah. Ôi ôi, đống gươm này nó hầm. Chuột còn cả nhà, mình cho nó bịch lúa rồi mình lên mình bắt hai con rồi xong quên lấy lúa luôn, lúa còn luôn nè, rồi mình lên mình bắt hai rắn ra luôn cả nhà. Giờ mình bắt hai cái con hữu hành mới dính, chỗ này trống, con này chắc chưa nhiều quá, con rắn ba nè. Túi gắn của mình dạ, gắn con hô ngựa dở lên nó nhiều, lát nó kiếm chỗ thả con hô ngựa nóng quá. Em này trước coi. Gắn bà, ý, trời ơi, gắn bà đẹp thế. Gắn bà này chắc bà làng hai quá.
vô. Con này còn nhiều quá, nặng quá mà không biết vô nhiều nổi không, sợ nó rớt lỡ lỡ. Gà con này chắc lỡ lỡ quá cả nhà, chắc 3 lần 6 3 lần 7 gì hả. Nó vô nhì á, cái là vài bữa cái nó gớp, nó không được đẹp. Có phải là mình ép. Đó, 2 con. Cũng ngon đó nha. Ôi quá đã rồi nha. Đây. Nè. Rồi. Đây là thành quả của ngày hôm nay mình đi nè. Được 2 con bự nè, đây 1 con nè. Đây 1 con nè. 2 con chà bá luôn ở đây chứ, đây 1 con. Đây là đúng rồi, 2 con cả nhà. Với 1 con gắn nhì nửa ký. Đồ. Con gắn nhất đó chứ. 2 con bự với 1 con nhất. Rồi, mình cũng xin tạm dừng kết thúc video nha. Cảm ơn cả nhà các chị đã xem video và ủng hộ mình nha. Hẹn cả nhà lại những video tiếp theo. Bye bye.